Chiếc máy này sẽ thu thập tín hiệu não của mọi người cùng lúc để xem hoạt động của não người bị ảnh hưởng thế nào bởi bộ phim. Những tình nguyện viên này là một phần trong cuộc thí nghiệm chưa từng được thực hiện với quy mô lớn như thế này trước đây. Rất thú vị, tôi rất háo hức để xem điều gì sẽ xảy ra. Các nhà khoa học thần kinh muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với hoạt động điện não của nhóm người này khi họ được kết nối với thiết bị này. Những thí nghiệm kiểu này từng được thực hiện trong những nhóm nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nó được tiến hành với quy mô lớn thế này, nơi mà chúng tôi có thể quan sát hoạt động não của hàng ngàn, trong trường hợp này là 1.000 người khi họ cùng tham gia một hoạt động. 500 người trong số này tham gia thử nghiệm ở Los Angeles, số còn lại thì ngồi ở New York. Họ cùng xem bộ phim My Gamers trong lúc các hoạt động não được ghi lại. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nội dung bộ phim này nói về những ích lợi cũng như những rủi ro khi kết nối não người với một chiếc máy tính. Nó được xem như là một giao diện giữa não và máy tính, một khoa học thực thụ mà các nhà nghiên cứu đang khám phá. Công nghệ đám mây ghi nhận cách mà sự chú ý của khán giả thay đổi khi xem phim, trong khi đó nhà thần kinh học Mellon chia sẻ những dữ liệu thu thập được lên màn hình lớn. Nếu bạn nhìn thấy màu nóng, có nghĩa là sự tập trung chú ý đang tăng cao, lên tới đỉnh ở chỗ này. Tại thời điểm đó, khán giả đang xem cảnh một người phụ nữ chuẩn bị nhảy lầu. Để minh họa rõ nét hơn về công nghệ này, Mellon đã yêu cầu các khán giả New York tập trung tinh thần và vành đai vàng này càng nới rộng ra. Khi cái vòng này thay đổi, nó liên quan đến cách mà cả nhóm thay đổi trạng thái tập trung của mình. Ông Mellon cho biết tương lai của công nghệ giao diện não máy tính có thể hiện thực hóa việc trao đổi thông tin giữa hai bộ não, đồng thời kết nối não bộ với hệ thống đám mây và từ đó liên kết với thiết bị có kết nối Internet. Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì chúng ta cũng tiến tới thời điểm mà mọi thứ đều được kết nối với một hệ thống máy chủ lớn. Chúng ta sẽ được kết nối với nhau bất kể khoảng cách địa lý cũng như quốc tịch. Chúng ta sẽ đều gắn kết vào một thứ gì đó lớn hơn. Nhân loại sẽ được thống nhất lại với nhau. Tuy nhiên, một vài người cũng tỏ ra lo lắng. Tôi nghĩ rằng con người sẽ lợi dụng công nghệ này. Ý tôi là về cơ bản, chúng ta đang mất đi khả năng kiểm soát sự riêng tư của mình. Ông Todd Richmond đến từ Đại học Southern California nói các nhà khoa học cần nhận thức được những nguy hiểm tiềm tàng của công nghệ não máy này. Chúng ta đang sống trong một thế giới có hai thái cực. Chính vì lẽ đó, mỗi khi một khả năng tích cực nào được tạo ra thì gần như chắc chắn nó cũng sẽ có những mặt tiêu cực, và chúng ta cần nhận thức rõ điều đó khi tiến hành phát triển những công nghệ như thế này. Các nhà khoa học sẽ phân tích những dữ liệu được thu thập từ não của những nhóm người khác nhau để hiểu rõ hơn cách trí não hoạt động.